Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Xin chào chị Ellie và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em là một người mà thiên về cái cảm xúc và em rất là bản năng về chuyện mà yêu đương. Hai người là đủ, ba người là thừa. Lời đồn chỉ là lời đồn thôi. Em mà yêu là em cứ phải nhìn thấy nhau suốt cả ngày. Em tức lắm. Em có một cái quỹ đen. Trời ơi, mẹ em là một người mà phụ nữ mà tiền mà đi vào một cái là không lọt ra được một cái cửa nào hết. Ví dụ mua túi đi là em phải suy nghĩ đến 3-4 tháng ấy chị. Em nghĩ là mình cần phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, nhưng bước ra khỏi vùng an toàn không có nghĩa là mình phải có nhiều scandal hay là như thế nào đấy để tạo điểm nhấn. Em, quan niệm của em trước giờ vẫn là chậm mà chắc, là em không thể từ chối mẹ em được. Đúng, em không có một tí lý trí nào trong cái chuyện tình yêu hết á. Lập gia đình và đẻ một đứa em bé nữa thôi là sẽ bằng hòa luôn. Em chỉ có đi làm xong rồi về nhà thôi. Em có lương tháng ở trong công ty dưới 10 triệu. Cái gì thì cái, chứ riêng việc giận là mẹ em là không có đối thủ. Anh Ngô Kiến Huy là người hay đi đồn mẹ em là đại gia bất động sản.